công trình The Floor of the Thai House được xây dựng tại Huế. Thì bạn thấy là cái hình đặc thù của nó là chữ nhật dài 5x20, công trình thuộc tự thuật rất là đặc trưng ở Việt Nam. Bạn thấy rất là rõ ràng là nhìn vào nó không phải là một khối kiến trúc, nó chỉ có hai bức tường rất đơn giản, hai bên màu trắng rất là trong trẻo, và toàn bộ mặt tiền nó sẽ được phủ cây xanh rất là dày. Thì một điều bất ngờ là bên ngoài bạn thấy như thế, nhưng mà bên trong không gian rất là mở và nó sẽ có một cảm giác rất khác. Nội cái việc này thôi, cái là một cái mặt 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 dựng, mặt đứng phía trước mà nó có sự thay đổi theo thời gian, ban ngày khác, ban đêm khác, là nó đã thể hiện một cái sự thú vị trong kiến trúc rồi. Chứ không nhất thiết chúng ta phải trang trí gì quá cầu kỳ, đó là như vậy. Đây là một cái ảnh chụp trực diện ở trong cái một cái vách bên trong của cái nhà này, một cái vách cầu thang. Nhà này mình sẽ không lộ cái cầu thang đi lên trên tầng nhiều, chạy chơi đùa chúng ta sẽ nhìn, và chúng ta có sự giao tiếp ở thiên nhiên phía trên nữa, là nhìn ra được cái khoảng thông tầng ở trên cái sân thượng. Và nhà này mình đang làm phương án là làm lệch tầng. Đây một góc ngược vào trong là nhiều cái ô đó như vậy đó. Đây một cái ô trong cầu thang nhìn về thấy rất là rõ điều này. Và các thành viên có thể giao tiếp nhau bằng mắt, có thể bằng tiếng nói, bằng âm thanh, nó không có sự ngăn trở gì hết. Còn cái chuyện riêng tư thì nó chỉ cần vô phòng đóng cửa lại rất là đơn giản, không khó. Thì nhiều người hỏi cũng đi vô thăm cái nhà, hỏi là tại sao làm một phòng to như vậy, tại sao không làm phòng lớn hơn. Khi họ bước vô phòng thì mình hỏi rằng phòng này có thiếu gì không, họ không chỉ được điểm điểm thiếu, có nghĩa là gì, công năng mình đạt. Mình thà là phòng công năng mình đạt đúng không, các dịch vụ các này kia cái gia đình họ, họ rất là ok, họ rất là hạnh phúc cái đó, họ thấy đủ. Khi mình hy sinh nhiều hơn những khoản này nhưng mình nhận lại rất là lớn. Nhận cái gì, nãy giờ mình nói rồi đó, từ thiên nhiên và vật lý kiến trúc, ánh sáng, nắng gió, về sức khỏe, về tinh thần, và đặc biệt cái sự giao tiếp trong gia đình, đó là nhận nhiều hơn chứ mình đâu có mất gì đâu. Đó là một cái view của phòng khách. Đây là phòng ngủ nhìn ra ngoài đường qua cái dàn cây cúc tận Ấn Độ và cây cây khế sân thượng, mẹ con ngồi nói chuyện chơi với nhau hàng ngày, đọc sách, nói chuyện vui vẻ. Đây là phòng ngủ chính của anh chị, với tình trạng để quan sát nó là vừa an ninh của ngôi nhà, người chồng có thể quan sát hết tất cả mọi thứ mà vẫn có những cái khoảng thở cho cái tầm mắt của mình, nó không bị bức bí trong một bức tường ví dụ như vậy. Đây là cái góc góc phòng ngủ, ngồi trực diện để đọc sách hàng ngày. Cái những cái công trình mà có cái nhà vệ sinh đó, mà thông thoáng như vậy sẽ rất là tốt. Khi trước khi bước vào nhà ở khí hậu Việt Nam mình đó, thì nên có một cái hiên như thế này để giảm nhiệt hoặc là tăng nhiệt trước khi bước vào nhà, với mùa lạnh tăng nhiệt và bước với mùa nóng là giảm nhiệt trước khi bước vào nhà để không bị sốc nhiệt. Và nó là một khoảng đệm, chính vì khí hậu đây nó rất là dễ chịu và kết nối về cái vườn đó, thì nó thành một cái sân chơi vô hình dung đó. Các bé rất là thích. Đây là khi mở toang cửa ra mình sẽ có một cái khoảng vườn phía trước trước khi bước vào phòng khách. Đây là bên dưới nhìn lên cái hình này, đây trên sân thượng phải chia sẻ thật như thế này, cây cúc tần Ấn Độ là một dòng cây phát triển rất là mạnh, và đặc biệt là mùa mưa nó không có còn quá nhiều phân nhưng mà nó lại còn rất nhiều nước. Thì cái mùa mình chụp ở đây á, nó là thuộc vào tháng 8 âm lịch ở Huế, rất là nóng, và đặc biệt là nó vừa qua mùa hoa của cúc tần Ấn Độ, mà đặc biệt của nó khi mùa qua á, là cây nó sẽ giảm cái lượng sinh sôi của nó rất là mạnh. Và đúng lúc mình chụp công trình này thì là lúc xấu nhất của cái rèm rèm xanh này. Chứ bình thường đó, nó sẽ là một cái rèm kín hết, nó tạo một con đệm rất là mạnh. Đây là cái vách dựng đứng bên trong của thông tầng mà khi bước vào nhà mình thấy ngay. Ở trên trời á, mà ở trên cao cao nhất của đỉnh nhà mình sẽ mái á, mình sẽ có một cái giếng trượt bằng bằng kính, mình trượt qua trượt lại bằng motor, điều khiển bằng tay, điều khiển bằng remote rất là đơn giản thôi. Đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, hay từ dưới nhìn lên thì chúng ta thấy là rõ ràng hiệu ứng của cái gạch mà nó hơi bóng chút xíu, nó va chạm, cái độ phản quang của nó khi cái đèn đập vào cộng với cây xanh cộng với đèn mình bố trí nó rất là nhẹ nhàng. Và cũng tổ tiết lộ là đèn này mình dùng đèn led, công nghệ cũng tương đối cao cho nên nó không có sợ tôi hao điện nên mọi người nghĩ và cũng cũng không phải lúc nào cũng bật đâu. Trên kia đang mở cửa đúng không, phòng thờ á, thì lúc khi đóng lại một cái á, là cái phòng giống như thằng phòng bí mật vậy. Thì chúng ta có một cái vách nó liền lạc và nó vuốt, nó bay lên thẳng lên trời luôn. Đây là cái góc mà mình dưới đất mình ngược lên cho cái thông tầng trên trời đó. Đó nó có cái lỗ khi mình mở kính ra là có sự liên kết giữa thiên nhiên con người nó tràn vào, và đặc biệt mà hơi đó nên chụp á, nó có cái mây thì rất là rõ ràng trong cái căn nhà phố hay là những cái đô thị chật chội như vậy á, có những cái cảnh, có những cái tự nhiên như vậy rất là quý. Đây là một cái cảnh khác ở dưới đất nhìn lên cái bắt đó, đây là nhìn nhìn xuống cái sự giao thoa các bậc thang với nhau. Thứ nhất là làm cho tay cũng không có nhàm chán, thứ hai thật ra mỗi cái bậc thang nó có một công năng rất là đặc biệt của nó gần như một sân chơi, đừng sợ con nít chạy nguy hiểm gì hết, vừa đây chạy mà mầm ầm không vấn đề gì hết. Đây là cái mặt bằng nhà, từ bên trái qua là cái lối vô chính, thì nguyên tầng trệt mình sẽ mở rộng là không gian mở hết, chỉ có cái phòng ngủ và master phía sau mình mở về phía sau.
có một cái cửa cửa sổ để quan sát các sinh hoạt trong nhà của gia chủ. Ở cái lầu 1 là tầng 2 đó thì nó sẽ xuất hiện hai cái phòng ngủ và làm lệch tầng nhau. Đây là cái sân thượng và sân phòng thờ. Đây là cái phần mái của nó. Đây là cái mặt tiền. Đó là mặt 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 diện đó, mặt trước của nó. Thì nó sẽ phủ cây xanh nhiều như thế này. Đây là cái mặt cắt dọc toàn bộ tổng thể ngôi nhà. Cái đường màu xanh á, mũi tên xanh á thì nó là thể hiện cho cái đường gió. Vì mình biết đó, gió nó không có cố định như cái quạt máy của mình mà nó ảnh hưởng theo mùa thay đổi. Thì cũng có nhiều người rất thích gió lớn, có nhiều người thích gió nhẹ, có nhiều người thậm chí là thích gió mà gió kiểu không hơi thôi. Thì chúng ta hoàn toàn chủ động trong cái việc mà chọn cái gió đi vào nhà mình, thậm chí nó giống như một trò chơi, chúng ta điều khiển gió khi gió vào nhà vậy. Chúng ta được quyền chọn nó mạnh nhẹ rồi đi vào phòng này thế nào thì hoàn toàn quyền, thông qua các hệ thống cửa mở cửa đóng trượt như vậy thì chúng ta chủ động được. Đương nhiên là khi ngay từ đầu là làm kỹ thuật đó, thì mình phải có những cái khoản lấy gió được cái đã, rồi vô nhà mình mới có cái quyền là bảy nó hay không bảy nó, điều kiện nó đi đâu, nó phụ thuộc vào cái hướng nhà của các bạn có, cái thức khối tất kiến trúc có đặt rỗng, nó phải tạo sự cân bằng rất là khoa học thì nó phải đạt được. Thì rõ ràng cái khoảng rỗng khi mình bỏ đi ở phía đầu ở giữa giữa nhà rất là lớn, và cái khoảng vườn phía sau cũng như cái khoảng lùi phía trước bước đệm những cái lỗ thở để mà cái gió bước vào nhà, chất lượng gió nó đạt được tối ưu nhất, và cái sự liên lạc của con người với nhau thông qua cái thông tầng giữa nhà đó là nó phải đạt tối ưu nhất, cũng như cái sự liên lạc giữa người với thiên nhiên. Còn cái màu tím á mà bên bên trái mọi người đang xem á, thì nó là chính là cái tiếng ồn là bụi bên phía bên ngoài, thì nó nhờ khoảng đệm cây xanh như thế này thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Đây là một mặt cắt khác nhưng mà ở cái góc nhìn ngược lại, cái là cũng bằng cắt dọc đó, nhưng mà bên phía bên tường bên kia nhìn lại để mình thấy rõ cái công năng cũng như cái bố trí phòng của nó. Đây là một góc nhìn khác từ các con cầu thang đi về nhìn vào người phòng thờ. Đây là góc nhìn phòng thờ nhìn ra, đây là khoảng thông tầng ở trên khi nắng nó chiếu vào nhà. Sẽ rất nhiều người hỏi là cái thông tầng này nắng nó vô, anh cho nắng nó vô thì nắng nhiều quá thì nóng rồi cháy da cháy thịt gì đó, thì thật ra nó không quá khó để mình điều tiết nó bằng cách đó. Thì mình thấy đây đây là nó vừa nhận đủ, và bằng cái cấu trúc kiến trúc, bằng cái hướng gió, hứa lộn cái hướng mà chưa góc chiếu nắng, mình có thể tính toán được ngay từ đầu theo mùa thì để cho nó rơi vào những cái chỗ mình muốn, và khi vô nhà nó sẽ dùng ánh sáng gián tiếp, nó tán xạ các mặt sàn, các mặt tường, nó sẽ tán xạ ra chứ nó không còn là sáng trực tiếp nữa, thì mình không sợ nắng hay nóng cái chuyện này đâu. Đây là một cái cầu thang, một góc bế cầu thang đi từ thang sắt bên dưới từ trên lên lầu 1. Đây là cái bộ cổng thì chụp gần lại cái vườn, cái sự kết nối giữa bên ngoài, cái người đứng ngoài lề đường và trong nhà, cũng không sợ mất cái chuyện ăn cách để mà mình giải quyết camera rồi nhiều cái, và đấu tranh về mặt xã hội để bài từ ABC mình rất có nhiều cách để mình giải quyết chuyện đó. Thậm chí lớp kiến trúc của mình cũng vẫn có thể thay đổi được, mình có thể bằng nhiều lớp để mình ngăn chặn. Nhưng mà chứ để nói rằng vì an ninh vì thế này thế kia chúng ta đóng một cách gọi là cực đoan, chúng ta cũng 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 nên cân nhắc cái đó, vì vô hình dung chúng ta sẽ tự làm mất đi những cái gì mà mình thấy hay ho đẹp đẽ nhất bên ngoài, mất cơ hội đó cho bản thân người trong nhà đó, khi nhìn ra bên ngoài hay là nhìn kết nối bên ngoài giữa người với người hay giữa người với thiên nhiên, thì mình nghĩ là đây là một cái sự cân nhắc. Nếu an ninh mình giải quyết bằng nhiều cách để mình giải quyết an ninh, chứ đừng chứ không phải nhất thiết chứ phải đóng hết tất cả mọi thứ, nó không tốt cho một ổn cho một cái ngôi nhà ở tí một tí nào hết. Đây là một cái vườn khách sử dụng nhà rất hiện đại nhưng sử dụng rất nhiều đồ cơ bản về gỗ cối, rất là đơn giản thôi, và có tận dụng lại những cái ghế cũ sofa hộp ngày xưa ở Huế mình đó, mình đưa vô thì có những cái nét nó hơi liên kết với quá khứ một chút xíu, và chủ nhà rất là happy với điều này. Tôi có thể thấy là nhà rất hiện đại nhưng sử dụng lại rất là nhiều cái màu sắc và cũng như cái furniture đồ dùng á, là nó mang tính kết nối vào quá khứ, thể hiện cái tính bản 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 địa rất là rõ của ngôi nhà này. Đây là cái view phía sau của phòng ngủ. Rồi cái slide mình kết thúc bằng một hình ảnh là hai bé đang dắt tay nhau đi chơi dưới gốc cây. Ok, cảm ơn mọi người. Cái slide cuối cùng, cái hình này nó nói là tất cả điều mình muốn nói rồi đó, con người với con người, thiên nhiên với con người. Rồi, cảm ơn.